tôn trọng mạng sống. Hả, Suwon à, Suwon có nghe thấy tiếng người đang cười không? Hình như là tiếng đó từ bên kia vọng sang. Chúng ta qua bên đó thử coi. Nhảy đi, nhảy đi. Chạy mất rồi, đứng lại, đừng chạy. Dương công tử, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang làm cho ếch nhảy xa hơn. Tôi định chọn ra con ếch nào nhảy xa nhất đó mà. Có gì đâu. Làm vậy không được đâu. Quan Hỷ à, mau qua đây để nhìn nè. Ở đây có nhiều ếch lắm nè. Dương công tử à, tôi khuyên cậu hay là cậu mau thả mấy con ếch này đi đi, như vậy mới tốt. Tại sao ta phải làm như vậy chứ? Ếch nào mà ta bắt được thì đó là của ta. Mấy người đừng có cản. Nhưng mà chúng bị như vậy thật đáng thương lắm. Ta mặc kệ, hai người đừng có làm phiền ta. Tránh ra, tránh ra. Quan Hỷ à, chúng ta hãy mau đi thả những chú ếch này ra đi. Dạ. Các người đừng có hòng, tránh ra đây. Dương công tử, Dương công tử, Dương công tử, Dương công tử, đuổi theo đây. Sự gì đã xảy ra như vậy đó thưa sư phụ? À, sau đó các con vẫn để cho Dương công tử về nhà như vậy sao? Cổng nhà Dương công tử đóng rồi, chúng con đứng ở ngoài gõ mà không có ai nghe hết. Cứ coi như là cửa đóng đi, chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Muôn vật trong trời đất đều có sinh mạng, đều phải được tôn trọng như nhau. Nếu chúng ta nhìn thấy có chúng sanh nào đang gặp hiểm nạn thì nhất định phải hết lòng giúp đỡ. Các con hiểu chưa? Dạ, thưa sư phụ. Xin hỏi sư phụ có chuyện gì? Xin hỏi Dương công tử có nhà không? À dạ, công tử đang chơi ở ngoài sân. Nè, bây giờ chúng ta thi đấu. Trước tiên ta vẽ một đường. Nếu ếch của ai nhảy xa nhất thì người đó thắng. Con nào thua chót thì người đó chung. Không được hối hận nhau. Một lần không thể thua được. Hai người chuẩn bị chung độ đi là vừa. Ta thắng rồi. Ta thắng rồi. Có lên. Ta thắng rồi, hay quá. Không được, nhất định phải thi đấu lại lần nữa. Không có công bằng gì hết à. Dương công tử, các người mau dừng tay đi. Sinh mạng nào cũng đều quý trọng như nhau. Cho dù đó là loài vật nhỏ, chúng ta nên yêu thương bảo vệ chúng mới phải. Nhưng chúng con chỉ thi xem ai nhảy xa hơn mà. Đúng như các con nói chỉ là trò chơi, nhưng đối với con ếch này thì đó là một sự dài dò rất lớn. Chúng sanh đều bình đẳng, tại sao chúng ta không so tâm ai hiểu được sự cảm nhận của dạng vật hơn ai? Thôi được, bây giờ chúng ta hãy thả chúng về đi. Hãy đi đi. Nhìn kìa, nó đang rất vui đó. Mau đi đi. Ủa, con này biết bơi nữa kìa. Các con xem, con ếch mẹ còn cõng con ếch con trên lưng đi dạo nữa đó. Mọi người nhìn nè, mấy con ếch này còn là người một nhà nữa đó. Con người tuy linh thông hơn vạn vật, nhưng lại thuộc quá đi sự tôn trọng quý tiết và đáng có. Dương công tử, các người chơi đùa những con ếch vô tội này, có phải là nên thành thật xin lỗi chúng một tiếng mới đúng đó. Cái gì? Người muốn ta xin lỗi mấy con ếch này hả? Ta không làm đâu. Phải nói làm sao đây? Thôi được rồi, coi như ta xin lỗi mấy người vậy. Xin lỗi các người. Sao ta sẽ không bắt các người nữa. Ta xin lỗi các người được chưa? Nam mô A Di Đà Phật.
Namo A-di-đà-phật.